Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Minh Tránh của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương cũng rất may mắn được anh chủ gửi đến cho Hương đến quay review để gửi bán cho anh một cái mẫu nhà ngày hôm nay. Mẫu nhà này là mẫu nhà căn gốc và đã có sổ hồng luôn. Giá của nó chỉ có là 799 triệu thôi, chưa được 800 triệu nữa anh chị ha. Đường trước nhà thì cũng rộng rãi nè, xe hơi của mình có thể di chuyển đến đây luôn. Mẫu nhà là một trệt một lầu, cho quý anh chị mình một cái ban công to đùng ở phía trên luôn ha. Cái ban công rộng lắm, ban công nó tầm khoảng 2m, 2m rưỡi luôn anh chị. Nhà mình công năng là ngang 4m, dài vào là 8m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Sân trước thì bên đơn vị Hương cũng tráng gạch, úp gạch sạch sẽ hết cho quý anh chị rồi. Căn góc hai mặt tiền mở cửa sổ rất là nhiều và thông thoáng. Nằm trong cái khu dân cư thì ở rất là đông đúc luôn. Nhà mình được tọa lạc là gần cái chỗ ngã ba Tân Kim anh chị nhá. Quý anh chị có đi xem mẫu nhà ngày hôm nay thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình ngay ngã ba Tân Kim. Đi đến đó liên hệ cho Hương, Hương sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Tên đường trong mình gọi là khu phố Long Phú anh chị. Giờ thì mình vào trong để mình tham quan ngôi nhà cùng em Hương Ú. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam, giá tổng đúng 799 triệu nha, không phải xin thêm một đồng đâu. Và đã có sổ và sổ của mình là sổ đồng sở hữu ha. Sử dụng chung một thửa đất, nhà mình sử dụng riêng, đi công chứng ủy quyền tại văn phòng cầm nhà nước, ở buôn bán bình thường, chỉ có một cái là không thể nào vay ngân hàng thôi. Vào trong thì sẽ lớp cửa thứ hai sẽ là lớp cửa bằng sắt, kính cường lực vô cùng rất trắng và dày dặn, sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong. Nhà mình thì đặt mới đâu đó tầm khoảng 99% rồi, về thì quý chị chỉ cần xách vali dọn đồ vào ở thôi chứ không cần phải làm gì lại nữa hết. Thì ở đây tặng bộ ghế nè, và ở đây dán bức tranh 3D, làm cho mình một cái khu vực tranh nữa. Hệ thống đèn điện đồ khắp sáng hết ngôi nhà, sử dụng riêng nhà nước hết trơn anh chị nha. Về phía sau thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái khu vực không gian bếp. Thì thường Hương hay nói á, nếu như nhà căn gốc thì thường sẽ mở rất là nhiều cửa sổ, nên bước vào bên trong ngôi nhà nhìn nó rất là mát và thoáng luôn anh chị. Nhà vệ sinh thì nằm ở trong đây. Nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ hết cho quý anh chị mình tiện nghi mình sinh hoạt rồi. Và cái nhà bếp thì nằm ở đây anh chị ha, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè, đầy đủ hết cho quý anh chị ở đây. Thì bồn inox 304 nấu nướng thì mình nấu ở đây ha, cũng cách biệt nhà vệ sinh đồ ra hết rồi, cũng phong thủy lắm anh chị, nên quý anh chị mình cứ yên tâm. Ở đây thì công ty xí nghiệp đồ chợ búa thì cũng rất là nhiều. Mình đi ra thì trong vòng khoảng 300m thôi thì sẽ đụng chợ là công ty xí nghiệp vân vân, đầy đủ hết cho quý anh chị mình sinh hoạt luôn. Cũng chạy ra tầm khoảng 300-400m thì sẽ đụng con đường là quốc lộ 50 luôn rồi anh chị nhá. Và hướng này sẽ cho mình là bước lên khu vực không gian tầng 1, mình di chuyển cùng Ú tiến lên để mình tham quan thêm nhé. Quý chị thân mến, Hương đã có mặt cho khu vực không gian tầng 1. Trên đây sẽ có hai phòng ngủ và một khu vực không gian nhà vệ sinh. Đây là cái phòng đầu tiên, mình bước vô sẽ đụng đây. Bước vào còn thơm mùi sơn luôn anh chị. Có cửa sổ nè, mát mẻ lắm anh chị. Trần thì thạch cao cũng mát lắm ha, cũng cao ráo. Và cái tiếp thì sẽ là một cái khu vực không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì nằm ở đây, vẫn đầy đủ hết tiện nghi cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Và mình tiến vào đây thì sẽ là một cái phòng cuối cùng. Phòng này cũng rộng, số gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 2 đến 4 người thì ở thoải mái. Cái đây thì có ban công, bên đơn vị Hương đổ xuyên suốt ở đây luôn, nên đây nhìn nó rất là thoáng và mát anh chị. Đó, quý anh chị mình có thể quan sát đó, trước mặt nhà mình á còn có đống ruộng lúa của người ta nữa kìa. Đó, xe hơi rồi chạy tiêu tới đây luôn, xe tải luôn, nên quý anh chị mình cứ yên tâm ha. Giá thì lại rẻ, đúng 799 triệu, chưa được 800 triệu nữa và đã có sổ hồng rồi. Giờ thì Hương Ú sẽ nói sơ về ngôi nhà này cho quý anh chị mình nắm trước khi mình dự định về đây ha. Nhà mình á thì với diện tích thì ngang 4, dài chỉ có 8 thôi, mà cũng đầy đủ công năng cho mình như là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có sân trước nhỏ nhỏ cũng mát mát mẻ anh chị ha. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam, giá tổng là 799 triệu, còn bất lọc nhẹ ngay và chính chủ, có sổ hồng sẵn cho quý anh chị mình luôn. Được tọa lạc là trên con đường Long Phú, gần ngay chỗ ngã ba Tân Kim, quốc lộ 50, di chuyển vào đây thì tầm khoảng là 2 phút, còn mình ra đường quốc lộ 50 ngay chỗ gần cầu ruột mới mình thì tầm khoảng là vài trăm mét thôi. Quý anh chị cần thông tin hay là đi xem nhà hãy cứ liên hệ, Hương sẽ trao đổi thông tin cho quý anh chị ha. Giờ thì em Hương Ú cũng xin được phép kết thúc video tại đây, vì thời gian cũng rất là có hạn nên cũng mong rằng là quý anh chị mình thông cảm ha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.